Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, vào chiều 21 tháng 2 năm 2020, ông Tạ Kiến Hòa, 73 tuổi, quốc tịch Mỹ, người bị nhiễm virus corona đã khỏi bệnh và xuất viện. Ông Hòa là người thứ 7 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam và là ca thứ 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay cả 3 trường hợp ở Thành phố Hồ Chí Minh đều đã khỏi bệnh và xuất viện. 2 ca khác là 2 cha con người Trung Quốc cũng đã được xuất viện trước đó. Trong ngày xuất viện, ông Hòa cho biết ông có một người chị ở Việt Nam. Sau khi xuất viện, ông sẽ giải quyết các vấn đề của cá nhân và sẽ bay về Mỹ. Bác sĩ ở đây rồi là cứu tôi từ cái chỗ chết trở lại cái sự sống. Tuy rằng tôi lớn tuổi nhưng mà tôi vẫn là tri ân mãi trong đời tôi. Rồi, chính bệnh viện này, phải nói bệnh viện này, khoa này đã tạo lại tôi cho sự sống của tôi. Phải nói là tôi phải là ghi ơn mãi trong đời của tôi. Bệnh viện đã chuẩn bị nhiều năm đối phó với các dịch bệnh nguy hiểm. Ngay từ khi mà có thông tin là có một cái dịch corona mới tại Trung Quốc, thì với sự chỉ đạo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì bệnh viện cũng đã chuẩn bị cái khu khoa nhiễm đề này, rồi chuẩn bị những phương tiện kỹ thuật, chuẩn bị luôn cả những phương tiện kỹ thuật chẩn đoán để kịp thời phát hiện ra bệnh. Thì khi mà cái bác bệnh nhân này được đưa vào trong bệnh viện với một cái có nghi ngờ là bác bay từ Vũ Hán về và có triệu chứng ho, mặc dù bác không sốt, thì bệnh viện đã nhanh chóng đưa bác vào trong khu cách ly để tránh lây lan, lấy xét nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm làm tìm cái con corona mới, và sau đó thì khi mà có kết quả thì xác định chẩn đoán thì bệnh nhân được cách ly điều trị. Thì trong quá trình điều trị thì chúng tôi thực hiện nghiêm túc những cái quy tắc điều trị liên quan tới một cái viêm phổi nặng do virus corona. Chúng tôi thực hiện theo những pháp đồ chuẩn của quốc tế và của Bộ Y tế Việt Nam, và chúng tôi cũng cách ly nghiêm ngặt bệnh nhân, bảo đảm là nhân viên y tế khi chăm sóc bệnh nhân thì không bị nhiễm chéo, và chúng tôi cũng cách ly bệnh nhân để cho bệnh nhân không lây cho những trường hợp khác. Trước đó, như truyền hình Báo Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 15 tháng 1 năm 2020, ông Hòa quá cảnh tại Vũ Hán trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Ông Hòa nhập cảnh vào Việt Nam ngày 16 tháng 1 năm 2020 và lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 27 tháng 1 năm 2020, ông Hòa có biểu hiện ho nhiều, không sốt. Đến chiều 31 tháng 1, ông được nhân viên khách sạn đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Tại bệnh viện, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo dõi. Kết quả xét nghiệm vào tối 1 tháng 2 cho thấy ông nhiễm virus corona.